Hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel của APA Academy. Trong video ngày hôm nay, mình cùng với các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu một cái công cụ mới của Corona đó chính là công cụ Corona Decan. Tác dụng của nó để làm gì thì hãy cùng với mình xem chi tiết ở phần hướng dẫn nhé. Thì ở đây mình đang có một cái mặt đường. Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ thường thường là các bạn làm xong một cái mặt đường các bạn sẽ sẽ phải làm như kiểu là nắp cống này hay là giải phân cách hay là những cái vạch sơn vạch vôi ở trên đường đúng không? Nếu như trước đây thì các bạn sẽ thường làm như thế nào? Chắc hẳn là các bạn cũng sẽ giống như mình khi mà mình chưa biết đến cái corona decan thì mình thường là mình vẽ một khối bốc như thế này. Đúng không? Xong mình đổ cho nó cái màu trắng. À, mình đổ cho nó một cái màu trắng để làm cái vạch kẻ đường ấy, đúng không? Đây như thế này. Ok. sẽ các bạn copy ra. Đó, các bạn copy ra như này cũng là một cách nhé nhưng mà cách này là một cách gọi là làm khá thủ công và nó không được nhanh và không được thông minh cho lắm thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách khác mà nó nhanh nó thông minh và nhìn nó sẽ thật hơn nó đẹp hơn so với cách này rất là nhiều Ok thì ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng cái công cụ đó là Corona Decan và để sử dụng được cái Corona Decan này thì các bạn sẽ phải sử dụng cho mình cái phiên bản Corona 8 trở lên nhé thì nó mới có cái công cụ Corona Decan còn nếu các bạn dùng những phiên bản thấp hơn thì nó sẽ chưa có rồi thì để tìm được cái Corona Decan ra các bạn sẽ bấm cho mình vào phần khởi tạo này sổ cái phần Standard Primitive ra và chọn là Corona thì ở trong này nó sẽ có cái mục C Decan này là viết tắt của Corona Decan nhé sau đấy các bạn sẽ vẽ cho mình ờ... Uh ra bên ngoài như thế này đó đấy thì nó sẽ là cái hình khối bốc trong suốt như thế này nhá sau đó là bây giờ các bạn muốn ghi đè cái vật liệu gì lên đây thì các bạn sẽ gán cho nó cái vật liệu đó vào ví dụ như là mình gán cho nó một cái vật liệu màu đỏ vào đây đi đấy mình gán cho cái 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 corona decan cái vật liệu màu đỏ nhé đây thì mình sẽ chọn cái khối bốc trong suốt này mình sẽ chọn cái vật liệu màu đỏ này mình gán này rồi thì các bạn thấy chưa mặc dù là khối bốc chúng ta nó không sát đường đâu nhưng cái corona decal nó sẽ tự hiểu là nó sẽ dán cái màu đỏ này sát đường cho chúng ta, Đấy nó sẽ tự hiểu nó sẽ dán cái màu đỏ sát đường cho chúng ta và chúng ta có thể điều chỉnh một số những cái thông số ở bên trong cái corona can như sau, đầu tiên đó là cái tính năng exclude uh, exclude ví dụ như là mình có một cái uh, ví dụ như là mình có một khối uh, một cái hình ấm trà ở đây đi mình có hình ấm trà ở đây. Đấy, hình ấm trà mình sẽ đổi nó thành màu đây. Cái hình ấm trà mặc dù nó màu xanh, đúng không? Mặc dù nó màu xanh. Nhưng mà khi mà nó mình để nó vào trong cái vùng mà corona để ca nó trầm lên ấy. Đấy. Thì gì ạ? Cái ấm trà của mình nó cũng sẽ bị ghi đè cái màu đỏ lên. Kể cả các bạn có dìm cái này, đấy cái này cái cái khối bốc này các bạn dìm đến đâu nhá. Các bạn nâng khối bốc này đến đâu thì nó sẽ ghi đè màu đến đó. Được chưa? Bây giờ các bạn muốn không muốn ghi đè lên trên cái lên cái ấm trà thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ chọn cho mình cái tính năng đó là exclude này. Đấy các bạn sẽ chọn vật thể. Các bạn sẽ bấm vào hình dấu cộng ở đây và các bạn tích vào cái vật thể mà các bạn muốn loại bỏ và các bạn không muốn ghi đè cái corona để can lên. Ví dụ mình tích vào ấm trà thì cái ấm trà nó sẽ không bị ghi đè cái màu đỏ lên nữa nhá. Yeah. Rồi, à, tính năng tiếp theo cái mix này thì các bạn cứ mặc định chọn cho mình là from material tức là nó sẽ nhận cái vật liệu của chúng ta làm vật liệu ghi đè à, chứ không phải là mát Rồi tiếp đó là cái replace display này, tức là các bạn muốn bỏ cái tính năng uh, display của cái vật liệu đường đi, ví dụ cái đường các bạn làm nó có băm nó có sần sùi này, các bạn không muốn lấy cái không muốn lấy cái băm đấy thì các bạn sẽ tích vào đây, đúng không? Các bạn sẽ tích vào đây. Còn ở đây nó đang tích vào cái replace bay băm này, thì chúng ta có nên sử dụng không? Trong một số trường hợp nhé, thì chúng ta sẽ tùy tùy một số trường hợp các bạn sẽ dùng hoặc không ví dụ như trong trường hợp này nếu mà mình bỏ cái băm của cái đường đi thì các bạn sẽ thấy nó bị vô lý đúng không cái đường nó đang sần sùi mà tự nhiên chúng ta sơn một cái lớp sơn màu đỏ lên mà nó lại hết băm mà nó lại không có băm một cái phần sơn màu đỏ đấy thì là bị sai đúng không thì trong trường hợp này mình sẽ phải bỏ cái replace bay băm đi để chúng ta kết hợp vừa băm của đường và vừa băm của của cái uh, corona decan đúng không? Rồi thì trong trường hợp này mình sẽ phải bỏ cái replace bay băm tức là chúng ta phải sử dụng kết hợp với băm của cái nền bên dưới đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta sơn một cái lớp sơn màu đỏ lên thì nó vẫn sẽ thấy được cái vết băm của cái đường của cái vật liệu đường ở phía bên dưới đúng không? Có một số trường hợp thì nó dối quá thì các bạn có thể bỏ đi nhưng mà đa phần chúng ta sẽ 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 kết hợp cả hai vào nhá. Hoặc là một số trường hợp mà cái vật liệu ghi đè chúng ta có băm sẵn rồi thì các bạn không cần dùng cái này nữa. Còn cái, trong trường hợp này thì đây chỉ là một lớp sơn thôi. Nên là nó phải nhận cả cái băm của cái kênh bên dưới Cái visible mask này cũng thế Là ví dụ như là cái, cái 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 cái, mặt nạ Đây ví dụ như là mình Cái này nó sẽ sử, sử dụng trong cái quá trình mà chúng ta hậu kỳ Photoshop hậu kỳ thì các bạn sẽ dùng cái này Còn đa phần là chúng ta cũng không dùng cái này nhiều lắm Ok cái bên dưới cái này là cái độ cao của cái uh, Corona decal thôi Đấy các bạn sẽ chỉnh nó cao thấp Ví dụ nó cao thì nó sẽ ghi điện Được nhiều vật thể còn các bạn muốn nó ghi đè một số vật thể cụ thể thì các bạn sẽ để cái depth limit này thấp thôi để nó chỉ ghi đè lên cái phần nền đường của chúng ta thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng nó vào một số cái trường hợp cụ thể luôn. Đó là ví dụ mình muốn làm ví dụ mình đã làm xong cái đường rồi. Bây giờ chúng ta muốn làm một cái nắp cống hay là muốn làm một cái vạch kẻ đường băng qua thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái corona decal ra em một cái corona decan ra này. Sau đấy ở đây thì mình đang sử dụng một cái thư viện là cái thư viện uh, Quicksell Bridge. Cái thư viện này nó sẽ giúp mình uh, tải sẵn những cái map vật liệu về và chúng ta chỉ sự việc dùng thôi, không cần phải làm hay là chỉnh sửa quá nhiều. Ví dụ ở đây mình sẽ tìm là decan. Ok, thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái vật liệu decan như này. Ví dụ mình muốn tìm loại uh, vạch kẻ đường đúng không? Đây thì nó sẽ có những cái vạch kẻ đường đây là cái graffiti các kiểu này Thì mình sẽ tìm một cái Đề can vạch kẻ đường đẹp đẹp một chút cho mọi người lấy ví dụ nhá Đây thì ví dụ đây là cái vạch kẻ đường ở giữa này Đấy để phân làn đường này Thì cái thư viện Quixel Bridge này cách dùng hoàn toàn miễn phí Đấy, cách dùng như nào, cách cài như nào thì ở trong video sắp tới mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Còn trong khuôn khổ video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chủ yếu là sử dụng cái công cụ Corona Decan thôi. Đấy thì các bạn sẽ thích, ví dụ các bạn thích cái Decan này các bạn sẽ bấm download tải về. Được chưa? Các bạn sẽ bấm download tải về giúp mình. Sau khi tải về xong các bạn sẽ liên cái này sẽ liên kết trực tiếp với đây, 3DS Max luôn. Các bạn sẽ chỉ cần bấm là export thì nó sẽ tự động import vào trong 3DS Max cho mình. Bây giờ các bạn mở bảng vật liệu lên này thì ngay lập tức nó sẽ có cái nó sẽ có cái vật liệu đó ở trong bảng uh, material được chưa bây giờ các bạn sẽ chỉ cần cầm cái vật liệu này Gán cho cái thằng corona đề can. thì ngay lập tức nó sẽ có cái uh, vật liệu đó ghi đè ở đây bây giờ mình sẽ xoay cho nó đúng chiều rồi đấy mình sẽ ví dụ mình muốn làm phân làn dọc như này và bây giờ chắc chắn là cái texture này nó đang sai tỷ lệ đúng không nó đang sai tỷ lệ thì giờ mình muốn đúng tỷ lệ so với cái cái corona decal này cái kích thước của nó đúng tỷ lệ với cả cái texture thì có một cách đó chúng ta sẽ kéo lại tỷ lệ như thế này đúng không hoặc nhanh hơn đó là các bạn sẽ bấm vào cái fit to a size material thì tự động nó sẽ fit vừa cái corona decal với lại cái 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 texture của chúng ta sau đó chúng ta sẽ scale nhỏ lại thôi đấy scale nhỏ lại này đấy, scale các thứ đây là cái vạch kẻ đường phân làn ở giữa này thì mình sẽ cho nó dài ra như này. Ok chưa? Thì ngay lập tức các bạn thấy sao? Thấy cái vạch kẻ đường nó nó được ghi đè lên trên cái bề mặt đường rất là sát và nhìn rất là thật. Các bạn có thể là bỏ cái tính năng bay băm đi. Tức là cái lớp đây là một cái lớp phân cách khác, đây là lớp vật liệu khác mà nó không liên quan gì đến cái lớp bên dưới thì các bạn không cần phải kết hợp băm của cái lớp bên dưới. Đấy thì các bạn có thể là tắt cái tắt cái bay băm đi, được chưa? còn trường hợp nào các bạn muốn kết hợp cả hai thì các bạn bỏ cái này đi thì nó sẽ kết hợp với băm của cả hai vật liệu Đó, ví dụ sau đấy là các bạn muốn thêm ví dụ nắp cống hay là những cái vết nứt ở trên đường chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ sử dụng cái thư viện Quixel này để chúng ta sử dụng cái đề can nhé đây mình sẽ bấm vào đề can này nó sẽ có rất là nhiều thể loại đề can đây vạch kẻ đường đây đi bộ nhá vạch kẻ đường cho người đi bộ nhá mình cũng download xong mình export vào ok sau đấy mình sẽ vẽ một cái đề can mới mình sẽ vẽ một cái đề can mới như thế này sau đấy mình sẽ gán cái vạch kẻ đường vào gán cái vật liệu vạch kẻ đường vào đây tự động ở trong cái quýt sale đấy nó sẽ import vào trong 3D và chúng ta sẽ chỉ cần gán như thế này thôi là chúng ta sẽ có được cái vạch kẻ đường rất là nhanh đúng không ạ Đấy, sẽ có cái vạch kẻ đường sau đấy các bạn có thể là copy ra cũng được copy ra để nó có nhiều cái vạch kẻ đường Đó các bạn copy ra Mình sẽ cho nó sát sát vào đi Đó, Mình copy theo chế độ Instant để khoảng 3 cái chẳng hạn Ok thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được cái vạch kẻ đường Bên trên nó như thế này. À, này Nó sẽ ghi nè nó sẽ ghi nè nó có cả vết nứt các thứ Và nó sẽ ghi nè lên trên cả cái bề mặt của Của cái thằng nền đường luôn Cái này thì bắt buộc sẽ phải gì ạ? À, sử dụng kết hợp với cả băm của đường bởi vì cái lớp sơn về cái đường nó rất là mỏng chứ nó không dày nên là nó vẫn sẽ thấy được cái độ gồ ghề của, của cái nền đường rồi một cái nữa nha một cái cuối cùng ví dụ như là các bạn muốn đặt một cái nắp cống vào chẳng hạn à, đặt một cái nắp cống nha thì đây ví dụ nắp cống này thì can tìm một cái nắp cống đi đa số đây là hình sơn vẽ các kiểu này thì các bạn cũng có thể áp dụng đây, ví dụ đây các bạn muốn đặt một cái nắp cống các bạn download về Đấy, rất là giống nắp cống Việt Nam đúng không? Nắp cống Việt Nam lúc nào đi đường các bạn thấy nó nó cứ gờ lên chứ nó không bao giờ nó nó phẳng so với mặt đường mà nó nó gờ lên đúng không? Thì các bạn sẽ import nó vào này, export nó vào này. Được chưa? Đây chính là nó. Giờ chúng ta vẽ một cái thằng đề can mới vào này. Đấy. Rồi, oh, ok. Là ngay lập tức chúng ta sẽ có được một cái vật liệu nắp cống như này ở trên nền đường. Đúng không? Cái này sẽ rất là phù hợp cho những anh em nào mà chuyên diễn họa, Đấy, chuyên diễn họa nhé, chuyên diễn họa. Các bạn cái này thì nó dày, bởi vì nó dày nên chúng ta sẽ phải, chúng ta sẽ không dùng cái băm của cái nền đường mà chúng ta sẽ dùng băm của cái nắp cống này luôn. Ok. Đấy thì đây chính là cái kết quả của chúng ta sau khi chúng ta Uh, sử dụng cái công cụ Corona Decan để có thể là giả lập những cái bề mặt, những cái miếng dán, những cái phần mà chúng ta dán lên trên một cái bề mặt vật liệu. Các bạn có thể thấy là cái tác dụng của cái công cụ mới này nó rất là hay, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian đỡ phải model nhưng lại phải đòi hỏi cái kỹ năng sử dụng vật liệu và làm vật liệu thật là tốt của các bạn. Thế nên các bạn hãy thử ứng dụng của nó vào trong những cái dự án sắp tới và comment xuống bên dưới để cho mình xem kết quả nhé rồi nếu như các bạn cảm thấy video ngày hôm nay của chúng mình hay và hữu ích thì hãy đừng quên nhấn like và subscribe kênh để bọn mình có thêm động lực và gửi đến nhiều video hay hơn nữa đến cho các bạn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye